Xin chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án hai căn nhà nằm ở đường trục chính liên thôn. Và với hai căn nhà này thì quý vị ạ có thể kinh doanh thoải mái với cái thiết kế từ 50 đến 60 mét vuông, hướng nhà là hướng đông bắc. Và với cái thiết kế rất là hợp lý, tầng 1 để thông sàn, quý vị có thể kinh doanh hoặc để xe ô tô vào nhà. Sổ đỏ chuẩn chỉnh với cái căn nhà này thì đang là vào nốt những cái phần hoàn thiện cuối cùng để có thể bàn giao nhà cho khách quý vị nhé. Tầng 1 thiết kế thông sàn cả hai căn, với căn nhà bên này thì diện tích 50m, còn căn nhà bên này thì 60m. Và cái ưu điểm lớn nhất nó là kinh doanh được, cái ưu điểm tiếp theo nó là nằm ở trên trục đường chính với cái thiết kế nhà tầng 1 đây. Ngoài sẽ quay sơ qua để gửi tới cho quý vị thôi nhá. Còn đến khi nào mà hoàn thiện xong hết, chuẩn chỉnh rồi thì em sẽ quay và review cụ thể cho quý vị nếu như căn nhà này chưa bán. Đây là phần tầng 1 mọi người ạ. Đó. Với cái thiết kế phần cửa chính là cửa cuốn rất là thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led ở đây chưa lắp. Đó. Và còn ở cái căn nhà này thì đang vào nốt phần sơn. Tầng 1 thiết kế thông sàn. Cái căn nhà này thì xe, đây mọi người thể nhìn thực tế là ô tô vào được nhà. Vị trí của nó thì thuộc Đại Thành Quốc Oai, thành phố Hà Nội, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại địa phận Hoài Đức, cụ thể là gần với lại Đông La, Hoài Đức các mọi người ạ. Gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông. Nói chung từ với cái vị trí này rất là nhiều khách hàng cũng quan tâm là có thể kinh doanh được. Trục chính thì đây có hai căn nhà này, Ngọc Anh quay và giới thiệu cho quý vị. Kinh doanh đỉnh đấy mọi người ạ, bởi vì nó là mặt trục chính luôn. Diện tích rộng, thông sàn cho nên thiết kế ở phần ngoài kia, tầng 1 đấy. Còn đây là thiết kế cho mình, một phòng vệ sinh, cửa sổ thông thoáng trước và sau. Căn nhà này thì dự kiến là bàn giao nhà trước Tết mọi người ạ. Cho nên ở đây vẫn như ngổn ngang. Đây là cái phần thô đi lên ở trên phía các tầng trên. Mời theo em lên khám phá tầng trên của ngôi nhà, xem thiết kế ra sao nhé. Và với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây, đây là phần tầng 2, siêu rộng. Thiết kế phòng khách, phòng bếp ở trên phần tầng 2 luôn quý vị nhé. Đó. Căn nhà Ngọc Ánh đang quay là 60m, căn nhà bên cạnh là 50m. Giá bán 4 tỷ 200 triệu đồng một căn. Với căn nhà diện tích rộng hơn này thì giá bán là 4 tỷ 600 triệu đồng một căn mọi người ạ. Tất cả đều đã có đầy đủ sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế sang tên. Trên cái phần tầng 2 này thì chủ nhà thiết kế lát gạch 80-80 vân đá mọi người ạ. Đó. Với cái Đại Thành Quốc Oai này thì thực ra nó vẫn thuộc huyện. Bởi vậy cho nên cái trục đường chính nó gọi là trục đường liên thôn. Nó là nằm ở trên trục đường chính của thôn, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm mà anh đã review chi tiết cụ thể cho quý vị đường hướng giá vị trí. Với cái căn nhà này Ngọc Ánh quay thì chia sẻ với mọi người một chút, với cái căn nhà Ngọc Ánh đang quay này thì nó không được vuông vắn, trên sổ đỏ nó không quá vuông 100%. Cái mặt tiền của nó to hơn mặt hậu một chút mọi người nhá, với cái căn 60m này. Tuy nhiên với căn 50m bên kia thì vuông vắn hơn. Đó, nếu như mà quý vị nào quan tâm thì Ngọc Ánh sẽ gửi ảnh sổ trước cho quý vị để quý vị có thể tham khảo. Với căn bên kia thì 4 tỷ 2 và căn nhà này 4 tỷ 6. Đây là cái phòng vệ sinh sử dụng cho phần phòng bếp và phòng khách ở phần tầng 2, thiết kế hợp lý. Với căn nhà này thoáng trước, thoáng sau. Quan trọng nhất là pháp lý lúc nào Ngọc Ánh quay cũng chuẩn chỉnh cho quý vị nhé. Mời theo em lên khám phá các tầng tiếp theo. Quay nhà mà chưa hoàn thiện thì nó như thế nào ạ? Thì nó như thế này thôi mọi người. Có những cái nhà mà Ngọc Ánh quay thì chỉ nó là phần thô, phần xây thô. Còn đây thì là đang bắt đầu vào hoàn thiện. Đây là nước sơn đầu tiên. Đó, nhà còn ngổn ngang, nó chỉ như thế này. Nó chưa thể đẹp long lanh, lung linh như một số cái video khác thường xuyên mà Ngọc Ánh quay được. Tuy nhiên với những cái vị trí này thì cứ quay cho mọi người để mọi người có sự tham khảo. Đó. Phòng ngủ mọi người ạ. Trên tầng 3, tầng 4 thiết kế hai phòng ngủ rất là thoáng. Đây là cái phòng ngủ ở phía bên ngoài. Cửa sổ đây, hai lớp. Rất là thoáng, hẳn là hai cửa luôn cho quý vị. Với đây, hành lang đi vào tiếp theo, phòng ngủ phía bên trong. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong, cũng rất là rộng.
Nói chung là nhà có sao thì em quay và review cho quý vị như vậy. Mọi người ưng ý thì mới đi xem nhà. Mọi người ưng ý rồi là gọi điện trước cho em để em tư vấn với cái tầm tài chính của mọi người, cái nhu cầu của mọi người để mọi người có thể chọn lựa được những cái khu vực ưng ý nhất nhá. Đây, phòng vệ sinh. Hiện tại thì căn nhà này chưa có điện. Tuy nhiên thì đấy, mọi người có thể nhìn thực tế đấy, ánh sáng tự nhiên rất chi là đầy đủ ở tất cả các căn phòng. Phòng nào cũng cửa sổ đầy đủ. Đây là cửa hành lang này mọi người này. Đó, cầu thang thì là chưa lắp đá, chưa lắp gỗ mọi người ạ. Đây, chỉ như này thôi. Và tầng 4 thiết kế thì giống hết như tầng 3. Vậy thì mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 5 của ngôi nhà nha. Và đây là tầng cuối cùng của ngôi nhà. Đây mọi người ạ, ánh sáng tự nhiên xung quanh. Với cái vị trí này thì xung quanh còn rất là thoáng. Đây là phần tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh nhá. Với huyện Quốc Oai này thì quỹ đất của nó còn khá là nhiều, cho nên nếu như để mà nói dân cư thì nó không quá đông đúc. Đúng nghĩa luôn đấy mọi người ạ. Các nhà nó cách nhau khá là xa, không quá đông đúc như ở trên phố. Mà ở đây nó rất là thoáng. Đó, cây xanh còn rất là nhiều mọi người ơi. Đây, với những cái căn nhà này ấy, thì đây nhá, đây là phần thô Ngọc Anh sẽ quay này. Tất cả những cái căn mà Ngọc Anh đã thường chia sẻ với mọi người ấy, là ở dưới tầng 1 là có bể ngầm rồi, ở trên tầng 4, tầng 5 là có bồn nước. Thì đây, nó thiết kế như thế này mọi người ạ. Cái nhà này nó chưa lập tôn, cho nên ở đây là mọi người có thể nhìn thực tế luôn cái phần thô như thế nào. Đó, hệ thống nước lên ở đây, bồn nước ở dưới cái nhà này, ở dưới cũng có bể ngầm rồi. Và có, sau này sẽ lắp đầy đủ cho mình hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 4-5 tầng sử dụng của ngôi nhà đó. Mà anh đã review cụ thể hai cái căn nhà có thể kinh doanh được, nằm ở mặt chợ, vị trí là thuộc Đại Thành Quốc Oai. Thì quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0933 013 403 hoặc 0888 041 444 để có thể được tư vấn và tham khảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.